uống thuốc và luyện tập tập thể dục để cho nó tăng cường cái tuần hoàn, để đào thải các độc tố ra vòng tuần hoàn vào bên trong, thì nhiệt độ là từ 60 đến 80 độ C thì nó lên từ từ. Sau khi toát mồ hôi thì nó đào thải qua cái tuyến mồ hôi thì bổ sung các chất dinh dưỡng.